Tử vi tuổi Đinh Mão 1987, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Mão thường là những người rất chân thành, hài hước, luôn giúp đỡ, tạo niềm vui cho mọi người xung quanh. Khi đã giúp đỡ ai, họ sẽ giúp đỡ hết mình, thậm chí là quên đi lợi ích của bản thân. Cho nên, họ rất giỏi lãnh đạo người khác và có tài tổ chức, quản lý công việc. Bởi vậy mà tuổi Đinh Mão luôn sắp xếp công việc của mình một cách khoa học, đạt hiệu quả cao. Tuổi Mão mệnh hỏa, thích sự an toàn, không bao giờ đặt mình vào những tình thế nguy hiểm. Nhưng cũng có lúc họ dũng cảm thử thách bản thân, làm những điều mà người khác không dám làm. Đôi lúc trong lời nói và hành động của tuổi Đinh Mão có nhiều mâu thuẫn. Họ là người sống giàu tình cảm nhưng lại không muốn thổ lộ điều đó ra bên ngoài. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, khung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Đinh Mão 1987, mệnh lô trung hỏa, sông phong khoáng, độ lượng, khoan dung, hiền hậu với mọi người. Họ thông minh linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, có cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy nên gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo kênh Phong thủy Gia Cát, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy nắm bắt được thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc, khiến họ rất mệt mỏi và sẽ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn, tài lộc đang đứng về phía gia chủ. Mọi người sẽ có thể đạt được tài lộc, nhưng phải để ý đến các phụ trộm. Cửa an toàn ở nhà phải chặt chẽ, cố gắng tránh đi làn đường tối. Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết bất khí, nên trong tháng này gia chủ tuổi Đinh Mão nên hết sức chú ý, cẩn thận mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Quý gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Đặc biệt trong năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thế Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến,
Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống, nhất về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Đinh Mão sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ mắc sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại, cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Nếu gia chủ muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt, gia chủ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm. Ngoài ra, các gia chủ tuổi Đinh Mão sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để có thể giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Cho nên trong thời gian này, gia chủ tuổi Đinh Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp gia chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân và tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, tài lộc của gia chủ trong tháng này sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến gia chủ nổi bật và mang lại sự thăng tiến và được tăng lương. Người có thể làm công ăn lương có thể sẽ tăng thêm những khoản thưởng nóng, giúp gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Gia chủ tuổi Đinh Mão nếu không biết cân đo, đong đếm. Gia chủ tuổi Đinh Mão nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, cơ kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay cũng không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 6 âm lịch cho biết, chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Gia chủ và người ấy thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 6 này gây ra căng thẳng cho gia chủ. Khuyên bản mệnh đó là nên nín nhịn một chút để mọi chuyện qua đi. Gia chủ nếu còn độc thân thì cũng mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một nửa cho mình. Gia chủ thích cuộc sống tự do tự tại, thích làm theo việc ý muốn mà không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Tuy nhiên, gia chủ đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Gia chủ dễ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Mão hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Đinh Mão còn đang độc thân
sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng 6 này, gia chủ tuổi Đinh Mão hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì gia chủ phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại, vì những gì mà gia chủ làm hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai. Khi tiết trời thay đổi, gia chủ nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu có các bệnh cảm mạo, đa phần gia chủ đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính làm cho thị lực của gia chủ ngày càng giảm. Kinh phong thủy gia cát khuyên gia chủ nên chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Đinh Mão. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Đinh Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, nạp âm sa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cụ, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 6 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, tân dậu. Thứ hai ngày âm lịch 15 tháng 6, tức ngày 24 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, quý dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 6, tức ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, ất dậu. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Đinh Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, tức ngày 13 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, nhâm tuất, nạp âm, đại hải thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 6, tức ngày 25 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, giáp tuất, nạp âm, sơn đầu hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 6, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bình tuất, nạp âm, ốc thượng thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.